Két sắt siêu cường USS68VT khóa vân tây Hàn Quốc là mẫu két sắt đang được bán chạy tại công ty chúng tôi. Với chiều cao là 69cm, chiều rộng là 47cm, chiều sâu là 48,5cm, trọng lượng 140kg. Đây là mẫu két sắt có kích thước vừa phải nhưng đạt trọng lượng lớn, đảm bảo chống di chuyển bê vác tuyệt đối. Ngoài ra thì két còn có bánh xe giúp hỗ trợ di chuyển. Khi muốn cố định két ở một vị trí thì có thể tháo bánh xe ra. Sở hữu cấu trúc vững chắc với toàn bộ két sắt được đúc đặc nguyên khối, vỏ két là lớp thép gia cố siêu cường đã được kiểm định, hệ thống hai bản lề khối chống cắt và 10 chút khóa hợp kim phi 30 đúc đặc được thiết kế đóng mở 4 chiều. Khi đóng cánh cửa két lại thì các chốt khóa sẽ ăn sâu vào thành két, tạo ra một vòng tròn khép kín có khả năng chống khoan cắt cậy phá tuyệt đối. Khả năng chống cháy ưu việt là yếu tố giúp cho chiếc két này trở nên an toàn hơn do được sử dụng bột nhôm và than hoạt tính kết hợp với cánh cửa két là những tấm thép dày. Được thiết kế là hèm cửa tam cấp chống cháy, nâng mức chịu nhiệt lên tới 1.200 độ C trong vòng 2 giờ đồng hồ. Bộ khóa vân tây được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đây là bộ khóa hiện đại nhất, được kết hợp với bộ mã khóa điện tử để mở khóa nên có độ bảo mật cực cao. Ngoài ra thì tay xoay ba chấu nhập khẩu dạng vô lăng chắc chắn và khóa chìa bi cao cấp chống sao chép là hai yếu tố rất quan trọng giúp cho chiếc két này có độ bảo mật tuyệt đối. Bên trong khoang chứa đồ rộng rãi với ngăn kéo bảo mật riêng giúp khách hàng để các tài sản có giá trị như là tiền vàng, trang sức. Khoang chứa giấy tờ được chia làm hai ngăn với khay di động để được tài liệu, giấy tờ, tài sản cỡ lớn như là sổ hồng, sổ đỏ, laptop. Khách hàng hãy nhanh tay liên hệ và đặt hàng với chúng tôi để có thể sở hữu ngay một chiếc két sắt chính hãng và nhận được nhiều sự ưu đãi từ công ty các bạn nhé.